Bật mí bốn con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, tiền tiêu bảy đời không hết. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Mở đầu chương trình, xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, nhiều người thường tự hỏi rằng tại sao mình chăm chỉ, cố gắng như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm lo từng bữa và thầm than trách ông trời bất công. Chẳng có ai là có cuộc sống may mắn và thuận buồm xuôi gió suốt cả đời. Ai cũng sẽ trải qua một số thăng trầm và khó khăn, để rồi đến cuối cùng mới có được cuộc sống như mong đợi. Và bốn con giáp sau đây cũng không ngoại lệ. Dù có trải qua rất nhiều những thử thách khi còn trẻ, nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, nên đến lúc về già, họ sẽ nhận được rất nhiều phước lành. Cuộc sống luôn sung túc, đủ đầy, không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Điều này có thể là do bạn chưa được may mắn và thần tài để ý tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng và từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, thì có thể quả ngọt sẽ đến với bạn từ thời điểm trùng vận trở đi. Tuổi càng già càng an nhàn, càng sung túc đủ đầy. Sau đây là bốn con giáp càng già càng giàu, cứ thêm tuổi là thêm tiền. Vậy bạn có thuộc một trong bốn con giáp may mắn này không? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết video sau đây. Biết đâu bạn lại đứng vị trí đầu bảng trong danh sách đó. Nếu đúng như vậy thì đừng bao giờ nhụt chí trước mọi gian nan, vất vả ở hiện tại nhé. Tương lai huy hoàng đang chờ đón bạn đấy. Thứ nhất, tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ bản tính vốn lương thiện, nhân hậu, hào phóng, thích giúp đỡ người khác. Mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng những người tuổi Ngọ hoàn toàn có khả năng làm giàu, vươn lên từ hai bàn tay trắng. Vận may đến với người tuổi Ngọ khá muộn. Khoảng sau 35 tuổi, mọi thứ mới trở nên suôn sẻ và thuận lợi. Dù vậy, một khi người tuổi Ngọ đã phất lên thì không có điều gì cản nổi tài vận của họ, bởi họ rất quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, và chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ thì cuộc đời người tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, sống viên mãn và sung túc cả đời. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy, những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Tuổi Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của mình, như thể hôm nay không làm, ngày mai cơ hội vẫn còn đó, không việc gì phải vội vàng. Họ không thích hợp với sự lâu dài, làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó chính là lý do vì sao lúc bắt đầu công việc, tuổi Ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao. Nhưng càng về sau, tiến độ công việc càng chậm chạp, y ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Người tuổi Ngọ, họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Người tuổi Ngọ, một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Để đạt được thành công, tuổi Ngọ đã phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc tuổi Ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai, gian khổ. Tuổi Ngọ sinh vào các tháng 3, 5, 8 là những người có cuộc sống gặp nhiều may mắn. Có thể thời trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng kiên trì cộng với may mắn khiến họ có được cuộc sống vẫn an nhàn, sung túc. Tuổi Ngọ sinh tháng 3 gặp nhiều may mắn trên con đường học vấn. Tính tình thẳng thắn, yên lành, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Càng trưởng thành, càng lập nên sự nghiệp lớn, danh tiếng vang dội, được nhiều người kính nể. Tết Thanh Minh, mây tan mưa tạnh, diễu võ dương oai, chí khí cao ngất. Tuy có khó khăn, hoạn nạn, nhưng là anh dũng, hào kiệt hơn người, được kính trọng ngưỡng mộ,
sống chan hòa, mưu sự thành công thì cử đỗ đầu bảng. Người tuổi Ngọ sinh tháng 5, có nhà cửa mới nhưng vẫn giữ được quy mô của tổ tông sáng cơ lập nghiệp vất vả. Đắng cay, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc dồi dào, nuôi người khác. Họ có được lộc người chồng nhờ phúc vợ, có ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. Đường tình duyên gặp nhiều thuận lợi, gia đình hạnh phúc ấm no, vợ chồng một lòng chung thủy, yêu thương nhau ra diết. Người tuổi Ngọ sinh tháng 8, tiết bạch lộ cơ trí, mưu lược hơn người, văn võ kiêm toàn, mạnh dạn can đảm, khéo léo tài tình, đức cao vọng trọng, tình cảm ôn hòa, có chí khí, mưu sự dần dần sẽ thành công, thăng tiến về phía trước, leo từng nấc thang cát tường vô tận, thị phi đúng sai, chia đôi tuấn tú, tài năng, anh hùng hào kiệt. Nếu muốn thành công thì trở nên vội vàng, trước khi giải quyết vấn đề phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận, tránh nóng vội dẫn đến sai lầm. Về già được hưởng cuộc sống sung sướng đầy đủ, tiện nghi, không lo thiếu thốn. Tuổi Mậu Ngọ là người hào phóng, thích tự do tự tại, ưa mạo hiểm, thích một cuộc sống có nhiều thay đổi. Vì thường xuyên tìm kiếm những cảm giác mới lạ nên họ cũng là người thích trêu chọc mọi người để tạo nên sự vui vẻ, hòa đồng. Người tuổi Ngọ mệnh hỏa, vốn nhiệt tình, hào phóng và độ lượng, có uy tín với bạn bè. Đa số quý bạn ưa tự do, thích độc lập, sớm tách khỏi gia đình. Nếu không có ý chí vững mạnh, sẽ có học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, họ có thể thử nghiệm trong nhiều công việc khác nhau để tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Sức mạnh của hỏa khiến cho người này luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa lời nói và việc làm. Họ luôn coi trọng hiệu quả công việc và thường hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tuy nhiên, họ lại thích một công việc có nhiều thay đổi và biến động mà không bị người khác chi phối. Vì vậy, họ sẽ cố gắng tìm kiếm nhiều thử thách mới. Công việc càng có nhiều thử thách thì họ lại càng hứng thú hơn. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ mệnh hỏa là cần chú ý để không tiếp nhận những phần việc ngoài khả năng của mình. Nếu không, sẽ khó tránh khỏi thất bại. Thời còn trẻ, tuổi Ngọ dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm, cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì. Dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chỉ tính của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Tuổi Ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc. Họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Ngược lại, tuổi Ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Có thể nói, trong số 12 con giáp, tuổi thơ của tuổi Ngọ lại không êm đẹp như người khác. Họ đã phải sớm xa gia đình hoặc được sinh ra trong giai đoạn gia đình không được ấm êm, sung túc. Tuổi Ngọ được trời ban tính tình kiên cường, nghị lực nên họ đã vượt qua mọi thứ ngoài sức tưởng tượng. Đến tuổi trưởng thành, nhờ sự trải nghiệm từ bé, tuổi Ngọ đã có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng bằng chính khả năng của mình. Mặc dù thua thiệt với bạn bè khác từ khi còn nhỏ, khi đến lớn, tuổi Ngọ lại vượt trội về mọi mặt. Từ năm 40 tuổi trở đi, sự nghiệp tuổi Ngọ ổn định hơn bao giờ hết. Càng làm việc, họ lại càng kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, hậu vận tuổi Ngọ khá tốt. Thứ hai là tuổi Tý. Người cầm tinh con chuột bẩm sinh đã là người nhạy bén, tinh tế, sở hữu chỉ số IQ khá cao. Họ luôn sống có lý tưởng, đặt mục tiêu rõ ràng cả ngắn hạn lẫn dài hạn, chứ không bao giờ ở tình trạng lơ lửng, chín tầng mây. Đa phần người tuổi chuột đều sinh trưởng trong gia đình bình dị,
kinh tế vừa đủ ăn. Chính động lực làm giàu và ham muốn vươn lên thôi thúc họ để ý, quan sát và học hỏi trưởng thành dần theo từng năm tháng. Nhược điểm của họ là quá chặt chẽ, làm việc gì cũng xa vào chi tiết, đôi khi vì quá chắc lép nên để vuột mất thời cơ quý giá. May mắn là đến khi qua 35 tuổi, họ sẽ được quý nhân để mắt đến nâng đỡ, phụ trợ và bắt đầu sải những bước dài trên con đường công danh. Vì vậy, chỉ cần họ cố gắng kiên trì đến khi qua được đường gian khó nhất của cuộc đời, thì đừng buông xuôi, bỏ dở giữa chừng. Từ năm 40 tuổi trở đi sẽ được hưởng quả ngọt đến cuối đời. Người tuổi Tý tâm địa thiện lương, tính tình tỉ mỉ, cẩn thận. Trước tuổi 30, người tuổi Tý thường không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, cũng như không gặp được quý nhân hỗ trợ tài năng phát triển. Nhưng sau tuổi 30, người tuổi Tý như được tôi luyện rèn giũa, không ngại đương đầu với khó khăn, cũng không bị khó khăn cản bước. Con đường tới thành công trở nên bằng phẳng và dễ dàng. Tuổi Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt qua được tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ừa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Trong các cuộc cạnh tranh, tuổi Tý luôn là người đầu tiên giành được vị trí chiến thắng. Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào, họ cũng sẽ cố gắng chinh phục. Họ thích thử thách sức mạnh của bản thân bằng cách đối đầu với nguy hiểm. Tuổi Tý có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn, nhưng những người bạn đó thực sự chất lượng, đáng trân trọng. Người tuổi Tý sinh vào các tháng 5, 8 và 12 là những người hay gặp khó khăn, trắc trở khi còn trẻ, nhưng tuổi càng cao thì lại càng may mắn và phúc lộc. Tuổi Tý sinh tháng 5, những người sinh tháng này có khí phách và lòng quyết tâm, kiên trì xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, được nhiều người tôn trọng, nể phục và có danh tiếng vẻ vang. Càng về già, họ càng có tài lộc và hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng. Tuổi Tý sinh tháng 6 thông minh, tài trí hơn người, dù có gặp nhiều khó khăn, thử thách, vẫn kiên trì, quyết tâm vượt qua. Có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định của mình. Tuổi Tý sinh tháng 8 thông minh, trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp, chăm lo cho cuộc sống của bản thân, không dựa vào bất kỳ một ai. Tuổi Tý sinh tháng này trong cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong những lúc khó khăn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, yêu thương nhau. Tuổi Tý sinh tháng 12, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, không vất vả, lận đận nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, ấm no, sung sướng. Tuy nhiên họ không có tính tự lập, thường ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, đôi lúc gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và Giáp Tý sinh năm 1996 là hai tuổi nhận được nhiều phúc phần. Dù tuổi trẻ có khó khăn, vất vả thì hậu vận cũng sẽ được sung sướng an nhàn, giàu sang phú quý, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Canh Tý năm 1960, chuột trên xà bích thượng thổ, đất trên vách. Tuổi Canh Tý trưởng thành, tự lập sớm so với những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng, ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi. Điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Những người này cả đời sống trong an nhàn, càng về già
càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, chuột ngoài đồng, giãn hạ thủy, nước sương mờ, là người nhạy bén, có quyền bính và cơ mưu, tuổi trẻ bình thường, trung niên thành đạt, về già có hậu, làm việc theo cơ trí. Nữ thường nói nhiều, kiểu chuột này liên quan nhiều hơn đến các hoạt động thần kinh, sự rắc rối phức tạp của quá trình suy nghĩ. Người tuổi Tý thường có cuộc sống thơ ấu hạnh phúc, thời thanh niên cũng thong dong, không bị ràng buộc. Hơn nữa, hết thảy đều được như ý. Đến trung tuần, thường có một số phiền phức gần kề, sẽ gặp không ít thất bại. Có thể sẽ thất vọng trong tình trường hoặc giả thất bại trong làm ăn, buôn bán và công việc. Nhưng về già, người tuổi Tý thường hạnh phúc và khá an lạc. Tuổi Tý là con giáp thứ hai thuộc top 4 con giáp càng già càng giàu. Thứ ba là tuổi Sửu. Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu thuộc tiết cần mẫn, chăm chỉ làm việc, rất trách nhiệm và chịu khó. Họ có bản tính hiền lành, lương thiện, tính tình hòa nhã, làm việc không mưu cầu được báo đáp nên tích được phúc đức dài lâu cho bản thân và gia đình, con cái. Nhược điểm của họ là khi còn trẻ tuổi, sức bật chưa đủ mạnh, không biết gây dựng mạng lưới quan hệ xã giao hay phạm phải những sai lầm chí mạng, cần mất thời gian dài để cải sửa. Càng lớn tuổi, họ càng học hỏi được nhiều từ trường đời và cuộc sống, bản lĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Khi bước vào tuổi 40, nhờ được cát tinh tam hợp và chính ấn soi chiếu, họ bắt đầu có bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển vượt bậc. May mắn được quý nhân giúp đỡ thì chỉ cần dựa vào năng lực bản thân, họ cũng sẽ sớm giành được những chức vụ đáng nể trọng ở chỗ làm và thăng tiến. Tuổi Sửu tượng trưng cho thành công, sau khi trải qua bao gian khổ, nỗ lực mới đạt được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Người sinh năm này đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc quy củ, là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc. Nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì rất khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị. Người tuổi Sửu cần cù, nỗ lực vượt bậc mới gặt hái được thành công. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo đáng tin cậy và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn. Tuổi Trâu lề mề và nguyên tắc, nhưng theo những dự đoán từng bước một và không hề mất hướng. Người tuổi Sửu rất bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến của người khác. Họ là những người trong kinh doanh dựa vào logic, dựa vào trí tuệ, làm việc gì thì làm đến cùng. Chính vì vậy, khi giải quyết công việc, chủ yếu dựa vào lý trí, ít khi dựa vào tình. Do vậy, có chút cực đoan nhưng thẳng thắn và liêm khiết. Do người tuổi Sửu chắc chắn, đáng tin cậy, có ý chí vượt qua mọi gian khó mà thành đạt, nguyên tắc tự tin và điềm tĩnh, thích ẩn mình nên sẽ được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm. Chỗ nào cần trách nhiệm, ở đó có anh ta. Nhưng nên chú ý thận trọng, bằng không, thắng lợi khiến cho u mê. Người cầm tinh con trâu đi theo con đường chính tắc, có trình tự, không thích đi đường tắt. Trong làm ăn rất rõ ràng, dứt khoát. Họ thích sự tôn nghiêm và đức hạnh, khuôn mẫu tôn trọng những điều đã giao ước ký kết. Họ là nhóm người rất tự trọng và bản thân luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền người khác. Tuổi Sửu sinh vào các tháng 1, 3, 6, 7, 8, 10 là những người sẽ có cuộc sống hậu vận giàu sang, sung túc, thập toàn, thập mỹ. Tuổi Sửu sinh vào tháng riêng. Những người tuổi Sửu sinh vào tháng riêng thông minh, tài trí hơn người. Tuy nhiên thiếu sự may mắn và thời cơ thuận lợi, bởi vậy thành công với họ thường đến muộn. Tuổi Sửu sinh tháng 3, con người tự do, phóng khoáng, thích bay nhảy và làm những điều mình muốn. Những người này thường có xu hướng kết hôn muộn. Nhờ vào sự thông minh mưu trí mà tuổi Sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ tuổi. Tuổi Sửu sinh tháng 6, ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành càng năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng,
gặp khó khăn là có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời sống trong an nhàn, sung sướng, không lo túng thiếu. Tuổi Sửu sinh tháng 7, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng một lòng chung thủy, yêu thương nhau, về già có của cải, có tài lộc để lại cho con cháu. Tuổi Sửu sinh tháng 8, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng được hưởng phúc lộc. Càng về già, cuộc sống càng ổn định, sung sướng, gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương, cùng nhau chia sẻ, vượt qua khó khăn. Tuổi Sửu sinh tháng 10, ban đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng nhờ sự thông minh, quyết tâm mà xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Càng về sau, cuộc sống càng đầy đủ, tiện nghi. Trong các tuổi Sửu thì tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là tuổi may mắn, thuộc top những tuổi càng già càng giàu, hậu vận, giàu sang phú quý. Quý Sửu năm 1973, trâu trong chuồng. Người tuổi Quý Sửu khéo léo trong giao tiếp, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội và được mọi người yêu quý. Họ có lập trường riêng của bản thân mình nhưng không hề bảo thủ. Ngược lại, những người này sẵn sàng tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm, kiến thức của người khác. Họ nhìn cuộc sống bằng con mắt hiện thực, biết những điều mình nên làm để đạt được thành công. Những người tuổi Sửu ứng xử có tài lãnh đạo, tổ chức quản lý người khác. Họ có lập trường chắc chắn vững vàng, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục đích, tuổi Sửu sẽ không dừng lại. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi. Ngược lại, luôn điềm tĩnh, dũng cảm, vượt qua thử thách trong công việc. Khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Tuổi Sửu là con giáp thứ 3 thuộc top 4 con giáp càng già càng giàu. Thứ 4, tuổi Thân. Người tuổi Khỉ đa phần thông minh, đỉnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, mạnh mẽ, kiên cường. Khi còn trẻ, họ thiếu ý chí phấn đấu, không mưu cầu tiền bạc nên an phận thủ thường, sống đời đạm bạc thanh bần. Đúng như câu nói, có công mài sắt có ngày nên kim. Thành công ở độ tuổi vãn niên của họ tuy là muộn màng nhưng lại rất đậm đà. Tiền tài, danh vọng họ có được khi ấy rất bền chặt, vững chắc và hoàn toàn trong sạch. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất cứ đâu. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào, mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập, giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Tuổi Thân sinh vào các tháng 2, 4,
7, 8 là những người gặp được may mắn, có cuộc sống hậu vận giàu có hơn người. Sinh tháng 2, công việc chính gặp nhiều khó khăn, nhưng nghề tay trái lại thuận lợi. Bởi vậy cuộc sống ổn định, đầy đủ. Càng về già, càng có nhiều tài lộc được hưởng, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Sinh tháng 4, ban đầu cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu cố gắng kiên trì, sẽ vượt qua được thử thách. Càng về sau, càng có cuộc sống sung sướng đầy đủ, không lo thiếu thốn. Sinh tháng 7, có của cải tài lộc, cả đời không lo thiếu thốn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được mọi người yêu quý, tôn trọng. Tuy nhiên, cần đề phòng những biến cố xấu về sức khỏe. Sinh tháng 8 là người sống giàu tình cảm, có đường tình duyên may mắn thuận lợi. Bởi vậy, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung, son sắt, được hưởng nhiều tài lộc. Nếu cố gắng, sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp thành công, vững chắc. Trong các tuổi thân, thì tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là tuổi điển hình nhất, có cuộc sống giàu sang, sung sướng khi về hậu vận. Mậu Thân năm 1968, khỉ ăn quả, thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, người tuổi Mậu Thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Thân trời sinh thông minh, mưu trí, nhưng cuộc đời thời thanh thiếu quá bằng phẳng, không có không gian để phô diễn tài năng. Vì thế mà thường phải qua nhiều đường vòng mới tới được đỉnh thành công. Nhưng sau bao năm thời thanh thiếu niên bồn bà vất vả, tài năng của người tuổi Thân bắt đầu có cơ hội phát triển. Họ có năng lực đảm nhận công việc nhiều tính cạnh tranh, hiệu quả làm việc cao. Tầm trung tuổi không còn phải lo ăn lo mặc, tiền tài phú quý đầy nhà. Thưa quý vị, trên đây là 4 con giáp càng già càng giàu, thêm tuổi thêm tiền. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng khổ tận cam lai, mọi điều tốt đẹp chỉ đến với những người thật sự cố gắng và nỗ lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.